Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Thì ngày hôm nay video này là một video vào cuối thứ bảy cuối tuần. Thì chúc cả nhà mình một buổi tối cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Và nếu như mà anh chị nào có thời gian rảnh thì mình vào mình xem video, mình ủng hộ kênh giúp em ha. Và em xin nhắc lại là số điện thoại của em có để bên dưới tiêu đề video. Cả nhà mình có thể kết bạn Zalo hoặc là nhắn tin hoặc là gọi điện thoại cho em vào số điện thoại này để mà mình chốt cái món hàng mà mình ưng ý nhất. Và giá em báo trên video là giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh chị. Rồi em sẽ vào cái sản phẩm đầu tiên trong video này. Sản phẩm đầu tiên này đáng lý ra nó là một bộ siêu phẩm, nhưng mà nó có bị lỗi chút xíu do vận chuyển đường xa về, cho nên là nó bị một chút xíu lỗi, cho nên là em sẽ giảm giá để mà anh chị nào nếu thích thì mình chốt cái bộ này giúp em ha. Cái bộ này là bao gồm có một cái nồi men và một cái bếp này. Cái hộp của nó như này ha, rất là đẹp luôn, nhưng mà rất là tiếc do nó bị vận chuyển đường dài á, cho nên là không biết nó cấn như thế nào mà nó bị hơi bị nứt cái bếp. Thì chút xíu nữa em giới thiệu rõ hơn nha. Rồi, một cái bộ này thì nó bao gồm là một cái nồi men đây, xuất sắc chưa? Nồi men thì cực kỳ xuất sắc nha, không có lỗi phải gì hết nha anh chị, không có chày luôn, không có tì vết gì hết, hàng mới full chưa sử dụng. Và trên đây cái hình của nó này, cái bộ này nó giống như cái bộ hôm trước em có bán một cái bộ nồi lẩu và cái bếp á, thì cái bộ này là nó y như vậy, cái kiểu hình của nó là dạng như là châu Âu vậy đó, rất là đẹp. Và cái size này thì cái nồi này nhỏ thôi, cái size 18cm nha anh chị, dùng để nấu canh hầm gì đó, hoặc là nếu mình chưng dụng làm nồi lẩu cũng được, tùy theo mục đích sử dụng của mình. Nhưng mà nồi lẩu thì em nghĩ nó hơi nhỏ, cái size, cái đường kính hơi nhỏ và cái chiều cao nó lên hơi cao nè. Đường kính miệng thì được 18 và được chiều cao lên này khoảng được 9.5 đến 10. Này mình nấu thức ăn nhà mình nhỏ nhỏ thì ok ha, mà nó rất là đẹp. Cái lớp men nè. 47 ha. Quá đẹp luôn. Hàng nội địa Nhật nên nó rất là dày, anh chị cầm vô là nó khác những cái hàng khác liền. Cán thì bằng nhựa. Cái màu nhựa này là màu nâu nâu, kiểu hơi nâu nâu trầm ha anh chị, rất là đẹp. Đó. Đáy. Đáy này đòi men thì mình sử dụng được bếp từ vô tư ha. Đây cái logo người ta dán trên này. Và cái màu men này, màu của cái nồi men này là cái màu giống như là màu kem á anh chị. Đó. Mình xài mình không có sợ nó xuống màu nha. Mặc dù là đồ nội địa Nhật thì mình đã yên tâm là nó rất là lâu, nó không có bị xuống màu nhanh ha. Xuống màu men nhanh. Và cái màu này nữa, cái màu này nhìn nó rất là sang, nó không có bị xuống màu. Nếu mà anh chị xài những cái men mà trôi nổi mình không biết á, xài một hai lần là nó từ màu trắng nó chuyển sang màu ngà liền. Nhưng mà cái bản thân cái này là nó ra màu kem rồi, nó rất là đẹp. Nắp thủy tinh siêu dày nữa. Thường là nếu anh chị hay xài đồ men Nhật thì mình biết đó, những cái nồi mà nội địa cái nắp thủy tinh nó rất là dày và nó rất là nặng, thậm chí nhiều lúc nó nặng hơn cái nồi nữa. Cái nắp nó cực kỳ dày luôn. Và họ làm cái nắp rất là hay, dày cực kỳ và xịn đẹp vô cùng ha. Rồi, một cái bộ này thì nó gồm một cái chiếc nồi nè, xuất sắc nè, và một cái bếp đáng lý là cũng xuất sắc luôn. Nhưng mà cái bếp này nó đã bị lỗi. Đây, nó bị vỡ cái lớp nhựa chỗ này nè anh chị. Này. Cái này là nhựa thôi nha, mình về mình vẫn xài vô tư, nhưng mà nó sẽ làm giảm cái độ mới của bộ này lại, tại vì nó bị lỗi chỗ này. Cái này là do cấn nè. Rất là tiếc luôn, một cái bộ siêu phẩm mà nó bị cấn. Rồi thì em giới thiệu ở cái mặt bếp nha. Mặt bếp là men luôn nè. Và cái hoa văn thì nó tương thích với cái nồi. Đó, quá đẹp. Để trên bếp là sang cực kỳ ha. Màu nâu của cái cán luôn. Hai nút on off. Và cái bếp này thì giống như những cái bếp hâm lần trước em có giới thiệu đó. Mình dùng để hâm nóng thôi, chứ mình không dùng để nấu nha anh chị. Mình nấu sẵn, nó sôi sẵn, mình đem lên mình hâm trên bếp hoài. Thường ở bên Nhật có thì tại vì cái xứ sở người ta là xứ lạnh, cho nên là người ta thường hay sử dụng cái bếp hâm. Ở mình đó thì em nghĩ là thường những anh chị nào thích xài đồ Nhật mới hay xài bếp hâm thôi. Còn bình thường thì thời tiết mình đã nóng rồi, mình không có cần nóng mà mình cần nó lạnh á, thường là vậy. Những bếp hâm này các chú bác thì xài để hâm cà phê, hâm trà đồ nè, nếu mình ở miền lạnh ha. Hoặc là nếu mình nấu đồ ăn thì mình để lên trên cái bếp này thì nó hâm nóng suốt cho mình, cũng rất là tiện. Đó, sử dụng điện 110V và công suất là 90W. Này, cái cuốn catalog của nó ha. Và rất là đẹp. Hàng full mới chưa sử dụng nha, chỉ có bị nó chày, nó bị bể chỗ này chút xíu thôi, không ảnh hưởng gì đến chất lượng ha.
Và bộ này nếu như mà nó không có lỗi thì em sẽ bán giá là 1,4 triệu, nhưng mà do nó đã bị bể chỗ đó rồi nên em sẽ giảm giá xuống còn 1,1 triệu cho một bộ này nha. Anh chị nào thích bộ này thì mình chốt giúp em mã là bộ nồi, giá 1,1 triệu ha, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Và rất là tiếc luôn, hy vọng là sẽ có anh chị thích cái họa tiết này, cái bộ nồi này nha, tại vì nó quá xịn, chỉ là nó bị lỗi như vậy thôi, em rất là tiếc. Hàng xịn mà đi đường xa về thì mình cũng tiếc nhiều cái đó. Giống như là em có săn một cái bộ đây nè, em giới thiệu luôn cái này, cái bộ nồi lạ này nè. Hôm trước đó là em giới thiệu, có một anh nói là nếu mà có nguyên bộ thì anh thích hơn, thì anh đang phân vân cái này. Xong cái em săn được cái nồi lớn này, xong về nó bể cái nắp. Nói chung là tại vì mình vận chuyển đường xa nhưng mà cái người gói cho mình họ không có kỹ á. Nếu mà anh chị nhận hàng của em, anh chị thấy là em quấn quá trời quấn luôn, quấn cái gói nó rất là cồng kềnh, tại vì em sợ những cái hàng này mà nếu nó bị cấn cái là nó bể thì rất là tiếc, tại vì mình kiếm lại cái thứ hai rất là khó ha. Rồi em giới thiệu lại cái nồi lạ này nha, em định là đem về nguyên bộ để em bán cho mình nguyên bộ, nhưng mà nó không có bán được tại vì nó bị bể cái nắp rồi, cho nên là em sẽ bán rẻ cái nồi lạ này luôn nha. Em bán cho mình với giá là 300.000. Cái này thì cái kiểu nó như nè, cái size nó là size này nè, size nhỏ này nè ha. Kiểu là gồm một cái nắp cao lên và một cái dưới giống như một cái chảo vậy đó. Này giống như là bằng gốm vậy đó anh chị. Đó. Đây. Một cái giống như một cái dĩa vậy ha. Để mình nấu trực tiếp lên bếp nè. Rồi cái nắp thì nó cao như này. Nắp như phễu như này nè. Em đậy lên. Đây. Hàng nội địa Nhật luôn nha, rất là đẹp, rất là lạ. Thì cái này người ta sẽ thiết kế cái này để làm những cái món sốt nè, những cái món nói chung là món đồ ngọt hay đồ mặn gì cũng làm được, súp cũng được nè, vân vân, trứng. Thì cái mục đích của cái nắp này là để cho khi mà thức ăn của mình bỏ vô này nè, thì cái nhiệt độ mình nấu lên nó thì nó sẽ quay vòng vòng ở trong này, thì nó sẽ chín thức ăn đều hơn giữa mặt dưới và mặt trên luôn đó. Nói chung là mục đích của cái nhà sản xuất người ta làm như vậy ha. Rồi nếu mà anh chị nào thích cái này, để quên, để em đo cái thước chứ. Kích thước của cái dĩa bên dưới là 20 cm và chiều cao lên nó tầm khoảng được 4 cm thôi, và cái phần mình sử dụng thì nó tầm khoảng là 3 cm thôi nha anh chị. Và cái nắp thì nó rất là cao, cái nắp cao được khoảng 10 cm. Một cam rất là đẹp ha, hàng nội địa Nhật luôn. Một cái duy nhất. Thì nếu anh chị thích cái nồi này thì mình chốt giúp em mã là nồi lạ nha. Nồi lạ giá 300.000 thôi. Nồi lạ ha, mình đem về mình làm món này món kia chơi cũng được. Giá 300.000, giá chưa gồm phí vận chuyển giùm em ha. Rồi, tiếp theo là em có một siêu phẩm chảo chống dính, một cái duy nhất luôn. Đây là một cái siêu phẩm. Hôm trước là em có về được một cái nhưng mà chưa kịp quay video thì có một anh đã chốt rồi, lấy rồi ha. Và hôm nay em về được thêm một cái nữa. Và cái chảo này là anh chị nào mà đang cần một cái chảo siêu xịn mịn thì mình nghĩa cái này nha. Cái chảo này rất là xịn luôn. Nó hay là hàng nội địa Nhật nè. Cái tem nó đây HNH nha. Còn full hộp luôn, anh chị mua làm quà tặng vô tư. Điều đặc biệt của cái chảo này là nó siêu dày, rất là dày anh chị ơi. Chảo chống dính Nhật là thường là mình thấy nó dày được không, nhưng mà cái chảo này là nó quá dày luôn, nó dày cỡ khoảng 3.5 ly luôn đó, rất dày luôn. Đây đây nha, trước tiên là độ dày trước nè, để em đo cho mình xem cái độ dày của nó ha, là tầm khoảng 3 ly mấy luôn á, quá dày luôn. Cái nồi này nó, cái chảo chống dính này nó dày tương đương với cái nồi Mỹ hôm trước em bán luôn á, cực kỳ dày, hàng nội địa Nhật ha. Và cái cán đây anh chị nhìn cái cán nè, mê ly, cán gỗ này là gỗ nha, không phải nhựa giả gỗ đâu mà là gỗ thật á, được xử lý chống dính nè và chống thấm nước đó. Rồi cái cán này được tra vào trong cái chảo, chắc chắn cái này xài không biết bao giờ mới hư luôn, không hư luôn. Cái lớp chống dính thì rất là chỉnh chu đó. Anh chị xài cái đồ chống dính, chảo chống dính của Nhật, thì tại sao mà anh chị hay tìm những cái chảo chống dính của xịn của nội địa Nhật, là tại vì cái lớp chống dính này nè, nó sẽ khác hoàn toàn với những cái lớp chống dính mà mình mua những cái hàng trôi nổi ha.
Thứ nhất là nó rất là, bề mặt của nó rất là mịn luôn, và thứ hai là nó rất là bền, nó không có bị bong lên. Mình xài nhiều khi mình để ít dầu mỡ hay gì đó thì nó sẽ bị bong, nhưng mà những cái đồ Nhật xịn á thì nó không có sợ điều đó nha, không bong lên, không có tạp chất, cho nên là mình hoàn toàn yên tâm sử dụng. Cái màu sơn bên này là cái màu giống như là màu xanh xanh đậm. Rồi mình sẽ dùng bếp từ vô tư ha. Cái hiệu của nó dập ở dưới đáy như này. Cái size của nó là size 24 cm đó, em đo được 24.5 này. Cái chiều cao lên là được 6.5 và quá đẹp. Anh chị nào đang cần một cái chảo chống dính xịn thì đừng bỏ qua cái chảo này nha, cực xịn luôn và rất là dày. Và cái chảo này em bán cho mình với giá là 680.000, mình chốt giúp em mã chảo chống dính nha, chảo chống dính 680, quá xuất sắc. Đang buồn vì cái bếp thì cái chảo chống dính, cầm được cái chảo chống dính thì mình đỡ buồn hơn. Tại vì cái bếp, cái bộ nồi bếp hồi nãy quá đẹp, nhưng mà cái bếp nó bị vấn đề rất là tiếc luôn. Rồi tiếp theo là em giới thiệu là một cái nồi nhôm này. Cái nồi nhôm này rất là rẻ thôi, giá 350 ngàn, nắp màu đỏ ha. Và bên trong là nó có một cái sửng để mình hấp nè, hàng nội địa Nhật. Cái loại này là để mình du lịch dã ngoại hay là mình sử dụng trong nhà đều vẫn được, nhưng mà nó không quá dày. Hàng nhôm này là nhôm mỏng chứ không dày ha, hàng nội địa Nhật của Nitto đó. Không có dày đâu, mỏng thôi, mình đem đi du lịch dã ngoại hay là nhà bếp mình xài bình thường vô tư, nó không có dày quá, nhưng mà nó không phải là hàng dởm nha, hàng xịn mịn luôn, hàng nội địa Nhật ha. Rồi mình em đo kích thước cho mình là 21 cm, và chiều cao nó nồi này nó cao được 12 cm. Mình luộc đồ ăn vô tư, nắp cực kỳ đẹp ha. Rồi cái nồi này em bán cho mình với giá là 350.000, mình chốt giúp em mã nồi nhôm nha, nồi nhôm 350.000 đó, nồi nhôm 350. Rồi một cái chiếc nồi inox này, cán gỗ đây, cán bằng gỗ ha. Rồi cái này thì nó mạ vàng thôi, mạ lớp màu vàng thôi nha, chứ không mạ thôi chứ không phải là đồng thật nha anh chị. Mình xài thời gian thì nó bong, nhưng mà hiện tại giờ thì nó rất là đẹp, độ mới là 100% chưa sử dụng, nhưng mà không có hộp nha, nó không còn cái hộp, nhưng mà là mới, chưa hoàn toàn chưa qua sử dụng. Đây cái nồi này thì không có dập made in đâu hết ha, nhưng mà là hàng cũng khá là chất lượng, cho nên là anh chị yên tâm. Cái nắp thì cái nắp thủy tinh, nó dày như là cái nắp nồi men luôn, rất đẹp. Và cái đường kính của cái nồi này là được 20.5 cm, và chiều cao lên là được 8.5. Mình sử dụng trong nhà rất là vừa, 4-5 người ha, mình nấu một nồi canh là rất là vừa luôn. Rồi nếu mà anh chị nào thích cái mẫu nồi này, còn cái nắp nó quá đẹp luôn, nó nặng kịch luôn anh chị. Mình thích nồi này, mình chốt giúp em mã là nồi cán gỗ nha, nồi cán gỗ giá 450 ngàn, quá đẹp. À, mình nấu được, em xem mình nấu được bếp từ luôn không? Rồi mình nấu được bếp từ luôn nha anh chị. Cái nồi thì nó không quá dày, nhưng mà cái nắp thì nó siêu dày đó. Rồi quá đẹp. Rồi tiếp theo là em có một cái xửng hấp này. Cái xửng hấp này hôm trước có một anh lấy rồi, nhưng mà rốt cuộc lâu quá anh không lấy, cho nên là em đem ra em bán xả luôn ha. Và lưu ý là sau này em sẽ không giữ hàng mình quá lâu nha anh chị. Tại vì giữ lâu quá, thứ nhất là em sẽ bị lộn, không biết là cái đó là của anh chị nào mua. Thứ hai là lâu quá nhiều khi anh chị bị quên, cho nên là có nhiều khách thì cần, còn em thì cứ giữ lại đây hoài thì nó cũng thiệt hại cho đôi bên ha. Cho nên là lưu ý là em sẽ không giữ hàng mình quá lâu nha. Rồi cái xửng hấp này thì em bán với mình với giá là 300 ngàn nha, 300 ngàn. Mình đang cần một cái xửng thì mình chốt giùm em. Cái xửng này thì cái quai cầm giống như là một cái quánh nha. Đó, cái quai cầm như một cái quánh luôn. Hàng Nhật, Made in Korea, Made in Hàn Quốc ha. Hàng Nhật nhưng mà sản xuất tại Hàn Quốc. Đây. Cái này là chỉ là cái hấp thôi nha anh chị, nó không có cái nồi nha. Em nghĩ là nguyên bộ nó sẽ có cái nồi đó, nhưng mà em về được có cái hấp thôi. Nên chị nào ở nhà mình xài cái nồi mà size nè, cái này nó có 3 nấc nè. Mình chị xài cái nấc nào cũng được. Như vậy, cái nấc nhỏ nhất á, là mình có thể xài được cái nồi là được khoảng là 16 cm nè, nấc thứ hai là 18 nè, nấc thứ ba là 20. Đó, cái nồi nào cũng được. Để em ví dụ thử cái nồi này coi. Nồi này hồi nãy là 20 nè. Đó. Mình để lên như này ha, và
Và cái nồi nhà mình á thì mình mua cái nồi nào tương thích cũng được, nhỏ hơn chút xíu cũng được, tại nó tới 3 nấc lận. Cái này nó cũng rất là xịn luôn. Và nó dày, nó bằng thép không gỉ nha chị, nó rất là dày. Nè cái lỗ này, cái này buổi sáng mình hấp bánh bao rồi cho gia đình mình cũng rất ok. Hoặc là mình hấp rau củ quả đó, rất là hay ha. Rồi, rất dày luôn. Rồi, cái nó có sẵn cái nắp luôn nha chị. Nó có cả cái nắp nữa. Sắt. Cái này là do một anh ảnh chốt là anh không lấy cho nên hoài, nên em mới đem ra em bán rẻ cho mình ha. Mình chốt giúp em mã là xỉn hấp giá 300 ngàn nha. Xỉn hấp giá 300, giá chưa bao gồm phí vận chuyển giùm em ha. Quá đẹp. Rồi, tiếp theo là em giới thiệu lại cái nồi men này. Cái nồi men này rất là đẹp nhưng mà nó chưa có duyên ha. Em giới thiệu đi giới thiệu lại hoài. Hy vọng là sẽ có anh chị nào thích cái nồi này nha. Cái nồi này là cái size 22 cm và nó là nồi men của Nhật, sản xuất tại Trung Quốc. Đây, Made in China. Cái nồi này Nhật nha, nhưng Made in China ha. Cái nồi này là cái nồi trong một cái bộ mùa xuân 2021 của mình á. Người ta sản xuất nguyên một bộ như này nè. Và hôm trước em có bán cái ấm, cái nồi nhỏ và vân vân đó. Thì bây giờ nó còn lại một cái nồi size 22 cm, size bếp từ vô tư này đó. Rất là đẹp. Tuy là nó sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà theo cái chuẩn chất lượng của Nhật ha, nên anh chị cũng khá là yên tâm mình xài. Cái độ mà hoàn thiện của cái nồi nó rất là êm, nó không phải nhờ, không phải là làm ở Trung Quốc là không đẹp nha. Đó, màu men là màu trắng này, rất đẹp. Và cái nồi nó cũng khá dày và cái size nó là size 22 cm, rất là rộng, anh chị nấu vô tư luôn đó. Cái size nó size mình đo được phủ bì là 24 lần đó anh chị, rất là to. Rồi cái chiều cao lên là được 11 cm, nắp thủy tinh, nắp thủy tinh, cái nấm này bằng gỗ, rất đẹp. Đây anh chị xem cái nồi nè, cái màu đỏ rất là đẹp luôn, để lên cái bếp là thấy nó sáng bừng cái bếp lên liền. Xài bếp từ vô tư nha anh chị, cái lớp men bên trong đây không tì vết ha, hàng mới chưa sử dụng, mình mua làm quà tặng cũng được tại vì nó rất mới, còn hợp luôn. Rồi mình chốt giúp em mã là nồi đỏ nha. Nồi đỏ giá 800 ngàn, nồi đỏ giá 800. Một cái nồi này nếu mà nội địa Nhật là giá hơn 1 triệu anh chị, cho nên là cái nồi này do nó sản xuất tại Trung Quốc nên em bán cho mình giá 800 ha. Nếu anh chị nào đang cần một cái nồi men mà to to thì mình chốt cái nồi này nha, rất là đẹp, rất là xịn luôn. Rồi nếu mà anh chị nào có theo dõi Zalo của em thì có thấy em có chụp hình cái cặp này nha. Đây, lưu ý cặp này là cặp nữ ha. Và nó cái size này là cái size để mấy chị đi làm nè. Đựng được vừa A4, mình đựng hợp đồng vô tư. Tuy nhiên là nếu mà laptop thì không vừa, nếu mà những cái laptop hoặc là những cái iPad nhỏ nhỏ thì vô tư ha. Tại vì này là cái size đựng vừa A4. Và đây là da kỳ đà nguyên một con luôn. Da kỳ đà ở trên mấy anh chị hay gọi là da rồng komono gì đó. Thì đây là da kỳ đà ha. Và cái độ ở trên mạng người ta kêu là cái da kỳ đà này nè là cái độ bền và cái độ bóng của nó thì nó tương đương với da cá sấu. Nó rất là bền và cái độ bóng này là bóng tự nhiên của cái sản phẩm da này. Tại vì á, là con kỳ đà nó vừa sống được ở trên cạn, vừa sống được ở dưới nước, cho nên là cái độ chống thấm nước của da nó rất là ổn, nó rất là ổn áp ha. Nếu mà chị nào đang cần một cái túi để mình xách đi làm, xách hợp đồng, đi ký kết hợp đồng gì với khách đó ha, thì mình lưu ý cái cặp này nha. Độ mới nó khoảng là 90% và khoen khóa rất là mới luôn. Chỉ có chỗ này nó hơi bạc chút xíu nhẹ đây nè, không đáng kể ha. Thì mình sử dụng đồ si thì nó không thể mới 100% như mình mua ở store, ở tiệm được. Và nếu mình mua ở tiệm thì một cái túi da thật, da kỳ đà thật gì đó là nó cũng phải tiền hơn vài triệu ha, nên mới được một cái túi như này. Cho nên là nếu mà anh chị bỏ qua được cái phần đó thì mình xài cái túi này vô tư, tại vì độ mới nó rất là cao, tầm 90% luôn. Dây là dây zin luôn ha, dây là full da kỳ đà luôn nè, cái sớ da này. Thì trước nay thì em chỉ về cặp nam thôi. Hôm nay em có săn được một cái cặp nữ để nếu mà chị nào cần thì mình xài thử nha. Tại trước giờ em không có dám bán cặp nữ, tại vì khách em đa phần là các anh không à. Bán là niêu xông chảo nhưng mà thường là các anh các chú mua nhiều,
các chị thì ít, nhưng mà không biết là có chị nào hoặc là có anh nào cần một cái cặp cho để cho tặng ha, thì mình nghĩ cái cặp này đó, để em đo kích thước cho mình. Rất là đẹp luôn, bên ngoài rất đẹp, cái này là lên bị cháy đèn á. Cái chiều này size của nó là được 31.5 này, và cái chiều cao lên là được 23, và cái bảng của nó là được 7.5. Rồi để em lấy bên trong cho mình xem nha, hiệu là Hiroko Koshino của Nhật, cái hiệu này bên đây. Khoen khóa vàng ươm ha. Rồi bên trong là cái này nó không có cái dây kéo nha anh chị, không có dây kéo miệng, nhưng mà nó có một cái nhăn nhỏ bên trong này. Lót sạch sẽ luôn, lót rất là đẹp. Rồi cái hiệu hãng thì nằm đây, lớp lót mỏng ở đây ha, không có dây kéo miệng. Đó, thường những cái túi xịn á thì anh chị thấy là nó có dây kéo miệng. Quá đẹp, xuất sắc. Lót bên trong là tinh tươm ha, không có dơ, không gì hết. Ở đây có được một ngăn nhỏ nữa nè anh chị, đẹp lắm. Rồi, lưu ý là đừng vừa A4 nha, các chị xách tay cũng được, hoặc là đeo vai, đeo chéo thì ok hết. Rất đẹp, tăng đưa dây bình thường. Rồi, cái cặp này em bán cho mình với giá là 780.000. Mình chốt giúp em mã là túi kỳ đà nha, túi kỳ đà 780.000, duy nhất một con thôi ha. Những cái túi si, những cái túi mà anh chị săn đồ á, thì thường là mỗi một kiểu nó chỉ có một cái thôi, không có cái thứ hai. Cho nên là nếu mình thích cái kiểu thì mình chốt giùm em nha, không có đụng hàng. Đó, túi kỳ đà giùm em nha, 780.000, giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Lưu ý này là túi nữ nha anh chị, không phải túi nam. Rồi, một cái túi mà nam nữ đều xài được nè. Này là full da bò. Túi da bò thì em hay bán hoài đó. Thì anh chị nào mà đang cần một cái chiếc túi to to, anh xài cũng được, chị xài cũng được, để mình đựng laptop đi làm ha, hoặc là đi đâu đó đựng một bộ đồ thôi. Cái túi này không quá to, để đựng 3-4 bộ đâu, đựng một bộ thì được. Cái size của nó là được 36cm, chiều cao lên là 27, và cái bảng đáy túi là được 11.5. Túi rất là đẹp, ở bên ngoài này là full da bò hết nha, mà mặt da mới tinh tươm, mới xuất sắc khoảng 90-95% luôn. Dây là dây zin. Đây, quá đẹp. Dây đây ha. Đây, cái bản dây này là không phải là dây da, mà là dây dù như này nha. Tại biết nào hư, khoen khóa ok hết luôn. Đó, đẹp quá. Phía bên trong này anh chị xem nè, cái lót vải nè, sạch sẽ, tinh tươm ha. Đó, có đựng nem cạc gì nè. Bên đây có một cái lớp này để chống để mình đựng gì nhỏ nhỏ cũng được. Rồi laptop đựng ở đây ha. Rồi phía bên đây là có thêm một ngăn nhỏ bên này nữa. Quá nhiều ngăn. Thường cặp nam sẽ làm rất là nhiều ngăn như này, để các anh đựng viết, vắt viết đồ đó. Hiệu hãng thì nằm trong đây. Đó. Rồi, chiếc cặp này em bán cho mình với giá là 650.000. Anh chị nào thích mình chốt giúp em mã cặp đen nha. Cặp đen 650. Anh chị xài túi bên em là yên tâm. Cái nào là da bò thì em báo thông báo là da bò, nào không phải da là em báo là không phải da hết. Riêng những cái túi này là da bò full thì anh chị xài cả 10 năm nữa nó vẫn chưa hư luôn. Nó rất là bền. Túi da bò thì mình xài cực kỳ bền ha. Đó. Một chiếc túi đen ha, đẹp xuất sắc luôn. Rồi, nam nữ đều xài được hết, là cái form này rất là dễ xài. Mình chốt cho em mã là túi đen nha, 650.000. Rồi, cuối cùng trong video ngày hôm nay là em có một cái chiếc túi. Cái túi này thì dành cho các anh, nhưng mà mình không có đựng được laptop nha. Cái túi này nhỏ để mình đi làm, hoặc là đi uống cà phê, bạn bè, đi du lịch gì đó cũng được. Tại vì cái màu da nó rất là chất. Và cái hiệu của nó là hiệu, đây mình đọc là Laurito gì nè, Laurento. Cái hiệu này là một cái hiệu nổi tiếng của Hồng Kông, chuyên làm túi da nam nữ, giày da cũng có luôn. Nếu anh chị search cái hiệu này là mình thấy ở trên web á. Đó thì nam nữ đều xài, người ta đều có sản xuất hết. Và chiếc túi này là hàng full da bò hết, và cái màu da là màu nâu cực kỳ đẹp. Rất đẹp, độ mới là được 85% nha anh chị. Có xước xát thời gian chút xíu nhưng mà không đáng kể. Đồ da thì nếu như mà đúng là tính đồ da thì em thấy là các anh thường hay thích những cái đồ mà nó hơi cũ chút xíu, thì nhìn nó mới chắc chơi, kiểu vậy.
cái túi này em sẽ bán cho mình với giá là đâu rồi 680.000 ha. Mình chốt giúp em mã là túi nâu, túi nâu giá 680.000 nha. Đây, mình chốt giúp em mã là túi nâu 680.000 nha, giá chưa bao gồm phí vận chuyển ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video, và nếu như mà cả nhà mình thích video thì mình có thể nhấn đăng ký kênh để khi nào em có video mới thì YouTube họ sẽ thông báo mình vào mình xem, mình ủng hộ kênh giúp em nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.